vai trò hình ảnh học trong chẩn đoán của bệnh amin, bệnh tim aminoid. Nói to lên. Thì như chúng ta đã biết thì bệnh tim aminoid nó là một cái bệnh do sự lắng đọng của các sợi aminoid trong kẽ cơ tim, và nó gồm có hai cái thể phổ biến, đó là thể bệnh aminoid chuỗi nhẹ và thể aminoid transthyretin. Thì trong cái thể aminoid chuỗi nhẹ thì nó được bao gồm với các sợi globulin miễn dịch đơn dòng. Còn đối với cái nhóm aminoid transthyretin thì nó được hình thành bởi các sợi protein transthyretin, và nó xảy ra trong bối cảnh di chuyển biến thể hoặc là hoang dại. Đối với đặc điểm dấu hiệu lâm sàng đối với nhóm bệnh nhân aminoid thì aminoid nó là một cái bệnh lý mà nó ảnh hưởng trên nhiều cơ quan, nó không chỉ ở tim mà nó bao gồm có thể ở cả da, cơ xương khớp, thần kinh và hệ tiêu hóa. Thì đối với biểu hiện ở trên tim thì bệnh nhân có thể có những dấu hiệu như mệt mỏi, có dấu hiệu của suy tim, hạ huyết áp tâm trương, có thể có những cái rối loạn về dẫn truyền nhịp, rung nhĩ và giảm nhồi máu cơ tim. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thấy hình ảnh của điện thế thấp nhưng mà lại không tương xứng với hình ảnh của dày thành tim trên siêu âm. Ngoài ra thì các triệu chứng khác ở trên các cơ quan mà chúng ta có thể nhìn thấy, ví dụ như là đối với cơ xương khớp có những hội chứng ống cổ tay, hội chứng hẹp ống sống của thắt lưng hoặc là của sống cổ. Đối với hệ tiết niệu thì chúng ta sẽ có thể thấy hình ảnh của protein niệu trong xét nghiệm. Và đối với phương thức hình ảnh học để chẩn đoán bệnh aminoid thì có rất nhiều những phương thức mà hiện nay người ta áp dụng thành thường quy, đó là bao gồm có siêu âm tim, xạ hình xương và cộng hưởng từ. Thì trên siêu âm tim thì nó là một cái phương thức không xâm lấn, dễ dàng thực hiện và có thể lặp lại nhiều lần, có thể mang theo và chi phí thì lại thấp. Đây là một trong những đấy là ưu điểm của siêu âm tim ạ. Tuy nhiên thì siêu âm tim nó lại không phải là một cái không đóng vai trò trong việc chẩn đoán, nhưng lại là một đóng vai trò trong việc hỗ trợ chẩn đoán và tiên lượng tiến triển của bệnh. Đặc điểm trên lâm sàng trên hình ảnh siêu âm tim thường gặp thì bệnh nhân sẽ có những hình ảnh như là dày thành tim, giãn nở của buồng nhĩ, dày lên của các van tim. Và trên hình ảnh mặt cắt bốn buồng ở bên cạnh thì có thể nhìn thấy được dày của cả vách nhĩ và có thể có ít dịch màng ngoài tim. Một dấu hiệu do sự lắng động của aminoid thì nó cũng tạo thành hình ảnh dấu hiệu kính vỡ ở trên thành tim. Tuy nhiên thì cái dấu hiệu này thì không phải là dấu hiệu đặc hiệu, bởi vì nó có thể xuất hiện ở các nhóm bệnh lý khác, ví dụ như là những nhóm bệnh lý về các bệnh lý thâm nhiễm hoặc là các bệnh lý về hội chứng thận hư ở giai đoạn cuối, suy thận ở giai đoạn cuối. Và cái dấu hiệu kính vỡ ở trên aminoid chỉ chiếm 25% thôi. Để đánh giá về cái bề dày của thành thất thì mặt cắt mà tốt nhất để sử dụng để đánh giá đấy là mặt cắt chụp ngắn. Mặt cắt chụp ngắn thì sẽ thấy được hình ảnh đối xứng ở những bệnh nhân nhiễm aminoid thể chuỗi nhẹ và không đối xứng ở aminoid thể ATTR. Trong bệnh aminoid trên siêu âm tim thì một trong những dấu hiệu trên siêu âm đấy là rối loạn của chức năng tâm trương hạn chế. Thì biểu hiện đấy là sóng E tăng rất là cao và sóng A thì thấp. Tỷ lệ E trên A thì thường sẽ trên 1,5. Và E phải vách và E phải bên thì thường thấp và thường dưới 5cm trên giây. Ngoài ra thì ngoài vận tốc của sóng E, sóng A của van hai lá và của vòng van hai lá thì còn thể chúng ta thể quan sát thấy cái hình ảnh của vận tốc dòng tĩnh mạch phổi. Dòng tĩnh mạch phổi đổ về. Thì sẽ thấy có hình ảnh của sóng S thì thấp, hay là người ta gọi sóng S lùn ấy. Cùng với sự dày lên của thành thất trái thì có dấu hiệu của dày lên của thành thất phải. Thành thất phải dày lên trên 5mm, được đo mặt cắt 4 buồng dưới mũi ức bằng phương pháp M-mốt. Đây là ba mặt cắt để giúp chúng ta đánh giá được vai cái biến dạng hay là gọi là sức căng của thất trái.
mặt cắt 4 buồng từ mỏm, 3 buồng và 2 buồng từ mỏm tim. Thì đối với bệnh nhân aminoid thì một trong những dấu hiệu rất là đặc trưng trên siêu âm tim đấy là có hiện tượng giảm vận động, giảm sức căng dọc ở vùng đáy của thất trái và có hiện tượng bảo tồn, có hình ảnh bảo tồn của vùng mỏm. Nên một trong những dấu hiệu của hình ảnh cherry on top. Tuy nhiên thì cái dấu hiệu hình ảnh này nó chỉ mặc dù độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao trong việc giúp cho chúng ta phân biệt được bệnh lý aminoid đối với các bệnh lý cơ tim phì đại khác, nhưng nó cũng không phải là tiêu chuẩn để chẩn đoán. Giờ đây là một hình ảnh của một bệnh nhân nữ 61 tuổi được làm tại viện tim mạch của chúng ta. Cũng có những dấu hiệu rất là đặc trưng của bệnh lý dày của các thành tim, van tim, vách nhĩ, có ít dịch màng tim, quá điển hình. Nhưng mà trên đây thì là có hình ảnh của bảo tồn vùng mỏm thất trái trên phương pháp siêu âm sức căng. Và đối với vai trò của cộng hưởng từ trên siêu âm tim thì về mặt cơ bản thì cộng hưởng từ thì nó cho độ chính xác cao hơn trong việc đánh giá cấu trúc, chức năng cũng như là mô tả các đặc điểm của cơ tim. Và giúp cho chúng ta được phân biệt được giữa bệnh aminoid với các bệnh cơ tim phì đại khác. Tuy nhiên thì ưu điểm của cộng hưởng từ là giúp chúng ta theo dõi tiến triển của bệnh, nhưng lại cũng không phải là một cái tiêu chuẩn chẩn đoán chính xác của aminoid. Và phương pháp này còn phụ thuộc rất nhiều về chuyên môn cũng như là vật tư sẵn có, hình ảnh sẵn có của phương tiện sẵn có của trung tâm. Đây là một trong những hình ảnh MRI tim thể hiện tiến triển của quá trình điều trị đối với bệnh lý aminoid. Ở hình ảnh phía trên thì đó là bình ảnh của aminoid đã thoái triển, vách niên thất. Có thể không thấy hình ảnh dày lên của vách niên thất mà vách niên thất có xu hướng sẽ mỏng đi. Cái hình ảnh dưới thứ hai là bệnh aminoid đang tiến triển, các thành tim có dấu hiệu dày lên của thành tim. Và đối với phương pháp xạ hình xương thì xạ hình xương thì là một trong những phương pháp mà có độ nhạy cao đối với nhóm ATTR. Tuy nhiên thì nó lại có đến 60% cho kết quả âm tính đối với nhóm aminoid chuyển nhẹ. Và để kết thúc bài báo thì bài báo cáo thì em xin một vài tóm tắt. Thứ nhất là đối với những phương pháp chẩn đoán hình ảnh học thì nó dễ tiếp cận, có thể giúp cho chúng ta theo dõi được tiến triển của bệnh, có độ nhạy cao đối với, đặc biệt là đối với MRI tim có độ nhạy cao trong cái việc mà chẩn đoán trong hỗ trợ chẩn đoán trong cái việc chẩn đoán chuyển nhẹ và nhóm ATR. Xạ hình xương thì nó có khả năng cải thiện cái chẩn đoán của ATR. Tuy nhiên thì mỗi một phương thức thì đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì các phương pháp này thì vẫn chưa khẳng định được cái chẩn đoán, nhưng mà nó lại khẳng định được cái việc hỗ trợ chẩn đoán và cũng như là giúp cho việc tiên lượng và điều trị bệnh. Rồi, cảm ơn bác sĩ Lan, cho quay lại slide kết luận đi ạ. Cảm ơn bác sĩ Lan đã trình bày đứng ở góc độ của bác sĩ siêu âm về cho những hình ảnh thực tế mà bác sĩ Lan đã làm ở phòng siêu âm của viện tim mạch trên những bệnh nhân amyloid, chia sẻ về những cái tiêu chuẩn chẩn đoán khi mà mình nghi ngờ trên siêu âm tim để nghi ngờ rằng đấy là bệnh nhân có thể là bị amyloid, và các cái cập nhật về cộng hưởng từ cũng như là xạ hình xương để trong chẩn đoán và phân biệt các cái thể của amyloid. Ở đây cái phần kết luận này có một số chỗ chưa chính xác này, ví dụ như là cộng hưởng từ được chứng minh là phương thức hình ảnh có độ nhạy cao trong cả AL và ATTR là không đúng đâu nhé. Độ cộng hưởng từ chỉ là phương pháp chẩn đoán hình ảnh để cho chúng ta biết cái đặc tính mô cơ tim xem là có thâm nhiễm, tức là có ngấm thuốc thì muộn hay không, ví dụ là ngấm thuốc ở nội mạc, rồi là ngấm thuốc xuyên thành, rồi là mức độ ngấm thuốc ở các buồng, các thành tim, rồi là T1 mapping như thế nào, rồi đánh giá sơ hóa cơ tim nào, chứ nó không thể cho chúng ta biết được phân biệt thể của amyloid. Mà phân biệt thể thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng các phương pháp đặc hiệu. Sau đây thì chúng tôi cũng sẽ, trước khi xin ý kiến của
các bác sĩ thì tôi xin có một số nhận xét về bài của bác sĩ Lan. Thứ nhất là bác sĩ Lan cũng cho được những cái hình ảnh khá là điển hình, đặc trưng, trên đặc biệt là trên siêu âm tim. Thì về tiếp cận chẩn đoán bệnh nhân amyloid thì ở đây chúng tôi trong quá trình làm ở phòng siêu âm ấy, thì chúng tôi thấy là nhiều bác sĩ lâm sàng của chúng ta, đặc biệt là các bạn nội trú thì có lẽ là còn chưa có kinh nghiệm, thì là xin chia sẻ thêm là cái tiếp cận lâm sàng thì đối với những bệnh nhân mà lâm sàng chúng ta nghi ngờ là có các triệu chứng của amyloid, chưa cần có kết quả của siêu âm tim, ví dụ bệnh nhân rất mệt, sút cân, hoặc là bệnh nhân có các triệu chứng của thần kinh ngoại biên, ví dụ là tê bì chân tay hoặc là hội chứng ống cổ tay, hoặc thậm chí có những biểu hiện ở tổn thương thận, ví dụ như micro như là protein niệu hoặc là hội chứng thận hư, thì chúng ta cần phải nghi ngờ để xem bệnh nhân có bệnh amyloid hay không. Thì xét nghiệm đầu tiên mà chúng ta cần làm không phải là siêu âm tim mà là xét nghiệm là điện di miễn dịch cố định để xem là bệnh nhân có cái chuỗi nhẹ lambda hoặc kappa ở trong nước tiểu hoặc là trong huyết tương hay không trên nền bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ. Ví dụ là điện tâm đồ chúng ta thấy là điện thế thấp mà thành tim dày, hoặc là chúng ta chụp cộng hưởng từ chúng ta loại trừ được bệnh cơ tim phì đại. Thì bước tiếp theo là chúng ta làm xét nghiệm điện di miễn dịch cố định, là xét nghiệm để xác định có chuỗi nhẹ lambda kappa hay không. Và nếu mà có thì lúc đấy chúng ta cần phải làm là sinh thiết tủy xương để khẳng định là có tích lũy amyloid, hoặc là chúng ta còn phải loại trừ bệnh myeloma là những cái nguyên nhân mà gây ra các cái rối loạn về các cái globulin ở trong các cái protein ở trong tủy xương. Và khi mà chúng ta làm loại trừ được là không có thể lambda kappa rồi, thì lúc đấy thì chúng ta vẫn nghi ngờ là bệnh nhân amyloid, thì lúc đấy chúng ta phải làm xạ hình xương. Xạ hình thì có thể làm xạ ở Việt phương pháp PYP, thì xạ hình xương sẽ có 3 mức độ, grade 1, grade 2, grade 3. Như ở trên này bạn Lan thì chưa thấy trình bày rõ, thì là nếu mà bệnh nhân grade 2, grade 3 thì chắc chắn là cái giá trị chẩn đoán độ nhạy là 100%, mà nếu mà grade 0 là chúng ta có thể loại trừ tới 99% là không phải là amyloid. Còn nếu xạ hình xương dương tính thì nó là thể ATTR, và đã là thể ATTR thì chúng ta làm bước chẩn đoán tiếp theo là chúng ta xét nghiệm gen. Chúng ta xét nghiệm gen xem nếu mà xét nghiệm gen dương tính thì nó sẽ là thể di truyền, tức là cái nguồn đột biến nó từ gan, và lúc đấy cái phương pháp điều trị của chúng ta là phải ghép gan. Còn nếu mà thể là chúng ta xét nghiệm gen âm tính thì là thể wild type, mà thể người già thì cái tiên lượng của bệnh nhân sẽ tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta xác định là thể AL là thể chuỗi nhẹ thì tiên lượng của bệnh nhân rất là nặng, nguy cơ tử vong trong vòng 6 tháng rất là cao. Nếu mà chúng ta không có các cái điều trị đặc hiệu như là ghép tế bào gốc tủy xương hoặc là các cái thuốc hóa trị liệu, thì đấy là cái cách tiếp cận trong cái lưu đồ chẩn đoán hôm nay. Bác sĩ Lan đáng nhẽ là phải có cái lưu đồ chẩn đoán đấy theo cái khuyến cáo mới nhất đồng thuận của ACC năm 2023. Rồi ngoài ra các cái dấu hiệu trên siêu âm tim thì nó là có tính chất gợi ý nghi ngờ, tuy nhiên không phải là đặc hiệu. Ví dụ dấu hiệu cherry on top chúng ta có thể gặp ở trong các trường hợp ví dụ hẹp chủ khít, hoặc là bệnh cơ tim phì đại, hoặc là bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Ví dụ bệnh thận mạn giai đoạn cuối nó tăng canxi máu thì nó cũng có thể lắng đọng, hoặc là những bệnh nhân mà có hẹp đường da thất trái thì theo luật Laplace những cái sức căng ở vùng đáy tim nó sẽ giảm so với vùng mỏm, thì có rất là nhiều trường hợp nó có thể làm cho chúng ta lẫn lộn chẩn đoán. Chính vì vậy chúng ta phải phối hợp các phương pháp chẩn đoán khác, ví dụ như cộng hưởng từ tim, và đặc biệt là các cái phương pháp chẩn đoán mà phải theo các cái hướng dẫn và các cái lưu đồ. Và trong cái đối với bệnh nhân mà amyloid, đặc biệt là thể AL, mà nếu bệnh nhân vẫn là nhịp xoang nhưng mà nếu chức năng nhĩ trái rất là giảm, chúng ta làm sức căng nhĩ trái, hoặc đặc biệt chúng ta thấy nhĩ trái rất giãn, hoặc là vận tốc sóng E trên sóng A rất là cao, là E trên A lớn hơn 2 nhiều, hoặc là thậm chí lớn hơn 5, nhưng mà cái thời gian giảm tốc của sóng E nó vẫn không ngắn lại, chứng tỏ là cái vận tốc sóng A nó thấp. Đấy không phải là do rối loạn chức năng tâm trương kiểu hạn chế, mà là do chức năng nhĩ trái nó rất là kém. Cho nên những trường hợp đấy tuy là bệnh nhân nhịp xoang nhưng chúng ta phải cân nhắc điều trị chống đông cho bệnh nhân, vì các bằng chứng và các nghiên cứu gần đây cho chúng ta thấy là nhiều trường hợp bệnh nhân amyloid mặc dù nhịp xoang nhưng nếu chức năng nhĩ trái kém vẫn có thể có đột quỵ thuyên tắc, và cái nguy cơ tiến triển thành dung nhĩ rất là cao. Đấy là một số các cái bổ sung cho bài trình bày của bác sĩ Lan. Còn về phần cộng hưởng từ thì có giá trị, thứ nhất là trong phân biệt các cái thể dày thành tim, cái thứ hai là đánh giá cái ngấm thuốc thì muộn, nếu mà chúng ta thấy ngấm thuốc thì muộn ở nội mạc là chính, và lan tỏa và cả ở thất trái, cả thất phải và cả nhĩ trái nữa, chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến là bệnh nhân amyloid, và đấy là nghi ngờ để chúng ta làm tiếp các cái thăm dò khác, ví dụ như là cho bệnh nhân làm điện di miễn dịch cố định.
Thì đấy là một số các cái bổ sung cho bài trình bày của bác sĩ Lan để làm rõ thêm cho vấn đề. Tiếp theo thì tôi xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thúy Cẩn có cái đóng góp thảo luận. Bài báo cáo của bác sĩ Lan đã đưa ra được những cái hình ảnh về siêu âm tim rất là điển hình trong cái bệnh amyloid ấy. Nhưng mà cũng xin có một số cái ý kiến tham luận thêm, tức là đây là những cái hình ảnh điển hình nhất. Tuy nhiên chúng ta thấy là gì ạ? Cái dấu hiệu đầu tiên để gợi ý cái bệnh amyloid đấy là cái dấu hiệu mà dày thành tim. Thì người ta cũng nói là đến 1/3 cái trường hợp là không có dày thành tim. Trong cái bài trước của bác sĩ Lan nói rất là rõ, cho nên hôm nay chắc bác sĩ Lan hồi hộp thành ra quên. Thế cho nên là thậm chí trong những cái trường hợp mà không có dày thành tim nhưng các cái dấu hiệu trên lâm sàng, ví dụ như dấu hiệu về cơ, xương, da, thần kinh ngoại biên gợi ý thì cũng vẫn nên đi tiếp tục cái con đường để chẩn đoán là có phải bệnh amyloid không. Thế là thứ nhất. Thứ hai là cái ở trong cái trường hợp của các bệnh nhân amyloid thì các tác giả người ta cũng đã đưa ra hai cái phân nhóm cần chú ý. Thứ nhất là những cái trường hợp mà có bệnh nhân hẹp van động mạch chủ khít mà có tình trạng low flow low gradient thì những cái trường hợp đó cũng là một trong những cái bệnh nhân mà có hẹp chủ khít mà có cái hiện tượng đó là cũng rất hay gặp, có kèm theo cái bệnh lý amyloid. Và cái thứ ba nữa đó là những cái trường hợp mà khó trong cái chẩn đoán bệnh amyloid, mặc dù là cái hình ảnh có thể điển hình đấy là một số trường hợp bệnh nhân amyloid nhưng không loại trừ là có kèm theo bệnh động mạch vành. Thế thì khi đó là các cái dấu hiệu ở trên siêu âm tim, đặc biệt là cái hình ảnh mà giảm sức căng nó sẽ thay đổi, cũng như cái tỷ lệ đáy đỉnh có thể đã bị ảnh hưởng. Mà trên thế giới đã có một số tác giả đưa ra những cái trường hợp đã được khẳng định là bệnh amyloid bằng dựa vào xét nghiệm kháng thể đơn dòng cũng như xét nghiệm gen, tuy nhiên là có kèm theo cái sẹo tổn thương nhồi máu cơ tim. Đấy thì đấy là một số cái ý kiến mà góp ý em tham luận thêm về cái vấn đề siêu âm tim. Để có thêm một chút cái ý kiến nữa, tức là gì ạ? Là siêu âm tim như là phó giáo sư Hoài cũng như bác sĩ Lan có nói, tức là một trong những cái thăm dò rất là quan trọng. Cần làm một trong những cái thăm dò đầu tiên mà chúng ta nên làm, nhưng không phải là cái duy nhất hay là không có, không phải là cái mà để chẩn đoán xác định. Thế thì khi trên lâm sàng các anh chị, nếu mà chúng ta nghĩ đến cái bệnh amyloid thì chúng ta sẽ tìm được. Thế người ta nói là cái tỷ lệ amyloid thực tế là sẽ cao hơn so với cả các con số công bố, tại vì rất nhiều trường hợp sớm, các thể nhẹ chúng ta chưa chẩn đoán được. Vậy thì một trong những cái dấu hiệu nữa mà chúng ta có thể gợi ý đến cái bệnh amyloid từ giai đoạn sớm đấy là có thể những cái trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi có cái biểu hiện suy tim, phân suất tống máu bản tồn, hoặc là những cái tiền sử của bệnh nhân có tăng huyết áp trước đó mà bây giờ lại có cái tình trạng là huyết áp bình thường, trở về bình thường mặc dù không điều trị, hoặc là huyết áp tụt. Thì khi đó dựa theo một số cái tiêu chuẩn nữa mà có thể theo các cái phác đồ chẩn đoán của ESC năm 2021 hay là của ACC năm 2023 như phó giáo sư Hoài nói, thì chúng ta cũng có thể đi theo cái con đường chẩn đoán. Đấy là một số ý kiến tham luận, xin thêm ý kiến của các anh chị ạ. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thúy Cẩn đã bổ sung những thông tin hết sức hữu ích và chi tiết để giúp cho các bác sĩ cho chúng ta trong thực hành rất nhiều trong cái chẩn đoán bệnh amyloid tim, là một cái vấn đề mà cũng trong thực hành lâm sàng chúng tôi thấy còn có cũng nhiều khó khăn. Vâng. Mời các thầy cô, các anh chị cho ý kiến ạ. Bác sĩ Vĩnh Hà có thể tham luận về vai trò cộng hưởng từ tim ở bệnh nhân amyloid. Vâng. Đầu tiên là em xin cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Lan ạ. Thì em cũng xin có một số ý kiến về cái cộng hưởng từ. Thì thứ nhất là đúng như là giáo sư Hoài nói là cộng hưởng từ tim thì không giúp chúng ta chẩn đoán xác định, bởi vì là nó không phân biệt được cái thể của amyloid. Tuy nhiên là nó sẽ cho chúng ta, thứ nhất là giúp chúng ta có thể loại trừ trong trường hợp ít nghi ngờ. Thứ hai là cho chúng ta thêm niềm tin để làm rất nhiều cái xét nghiệm ở đằng sau, bởi vì chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều những cái thăm dò đằng sau để có thể chẩn đoán được. Tuy nhiên thì em xin trên cộng hưởng từ ấy thì là cái dấu hiệu mà ngấm thuốc muộn ấy ạ, thì sẽ là cái dấu hiệu mà đến sau. Và cái đầu tiên ấy thì nó sẽ là tăng thời gian T1 và tăng thể tích ngoại bào.
thì tức là ở Việt ở mình ấy thì cái thời gian T1 đấy thì và cái thể tích ngoại bào đấy có thể được tính một cách không, tức là không không phải hệ thống bệnh nhân nào cũng được làm. Thì cho nên là trong cái quá trình mà mình chẩn đoán thì mình cần ghi rõ vào yêu cầu để các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ thu ảnh và đo đạc giúp mình ạ. Em chỉ có ý kiến thế thôi ạ. Em cảm ơn ạ. Vâng, tôi nhất trí, cảm ơn bác sĩ Hà. Là trong cái yêu cầu mà gửi cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta nên đề nghị là ví dụ nghi ngờ theo dõi amyloid hoặc là chúng ta nghi ngờ bệnh cơ tim thì các bác sĩ bên chẩn đoán hình ảnh sẽ tính cho chúng ta cái thể tích ngoại bào ECV. Nếu trong trường hợp mà bệnh nhân ECV mà tăng trên 45%, tức 0,45 ấy ạ, thì là cái nguy cơ tử vong rất là cao, hoặc khi chúng ta theo dõi điều trị cho người bệnh nếu mà cứ tăng trên 10% thì có nghĩa là tử vong rất là cao. Thế và đặc biệt là tính cái T1 mapping nếu mà nó trên 1045 mili-giây thì cũng có nghĩa là cái tiên lượng của bệnh nhân rất rất là xấu. Vâng. Cảm ơn bác sĩ Hà. Vâng. Đấy là những cái phần mà gọi là đa thông số bên cạnh với cái phần trăm ngấm thuốc thì muộn và cái mức độ phân bố lan tỏa ngấm thuốc thì muộn ở của gadolinium ở nội mạc cơ tim hoặc là xuyên thành, thì đấy gọi là phương pháp tiếp cận đa thông số của hình ảnh học cộng hưởng từ tim trong đánh giá bệnh cơ tim amyloid. Vâng, xin mời tiến sĩ Trần Linh, tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh. Vâng. Thì có lẽ cái việc chẩn đoán thì bài trình bày của bác sĩ Lan cũng như là bác sĩ Cần nói rõ rồi. Em chỉ hỏi là thế thì bây giờ mình đã chẩn đoán xác định rồi thì siêu âm tim hay MRI có giúp theo dõi điều trị hay không? Là trong quá trình mình theo dõi hay mình chỉ theo dõi những cái thông số chung là chức năng tâm trương rồi các thứ vậy thôi. Mình có theo dõi những cái ví dụ cái dày này nó có bớt đi hoặc một cái thông số nào nó tương đối đặc hiệu cho cái bệnh này không, chứ không phải là suy tim bình thường. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Linh, câu hỏi rất là thực tiễn. Thì chúng ta đã có một loạt các cái nghiên cứu vừa rồi là đối với thuốc Tamiflu trong điều trị amyloid thể ATTR thì người ta đã thấy rõ là việc theo dõi khối lượng cơ thất trái và sự thoái triển của bề dày thành thất trái, đặc biệt là tỷ lệ bề dày tương ứng giữa vách liên thất và thành sau thất trái thì có giá trị trong việc là theo dõi cái đáp ứng điều trị của bệnh nhân bệnh cơ tim amyloid đối với cái thuốc Tamiflu. Và đồng thời người ta cũng các cái chỉ số khác, ví dụ như là đó là trên siêu âm, ví dụ như là sức căng dọc toàn bộ thất trái thì nó là một chỉ số rất là nhạy, rồi là độ cứng của nhĩ trái cũng như là các cái chỉ số về chức năng tâm trương thì nó sẽ không nhạy bằng những cái chỉ số mà lượng giá được về bề dày thành tim cũng như là về sức căng cơ tim và về cái mức độ khác biệt giữa sức căng vùng mỏm và sức căng vùng đáy tim. Khi mà nó có cải thiện thì chúng ta sẽ thấy đấy là có sự đáp ứng với điều trị. Và việc mà sử dụng các chỉ số siêu âm tim cũng như là cộng và chẩn đoán hình ảnh cũng có giá trị trong việc mình lựa chọn cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ đối với thể AL là thể mà mình không thể điều trị bằng Tamiflu, tất nhiên Việt Nam mình chưa có Tamiflu, nhưng mà nếu mà đối với thể AL là bắt buộc mình phải, một là mình ghép tế bào gốc hoặc là hóa trị liệu, nhưng mà nếu mà chức năng tim của bệnh nhân quá suy sụp, EF giảm dưới 30% hoặc là chỉ số sức căng nó quá thấp thì là người ta cũng sẽ không chỉ định ghép tế bào gốc cho bệnh nhân mà có thể điều trị bằng hóa trị liệu, ví dụ như cyclophosphamide, bortezomib điều trị các cái thuốc hóa trị liệu đặc biệt với cái phác đồ hóa trị liệu. Còn nếu mà tình trạng bệnh nhân cho phép với cái dự trữ cơ tim tốt thì chúng ta có thể điều trị ghép tế bào gốc cho bệnh nhân. Tức là việc theo dõi bằng các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh là cũng đã được các nghiên cứu theo dõi cũng công bố rất là nhiều và có các cái bằng chứng trên các cái thuốc điều trị mới, ví dụ như Tamiflu, ví dụ như CAN-101 là một cái thuốc điều trị mới mà làm ức chế hoạt động của sợi fibrin ở trong tế bào cơ tim. Các bác sĩ có ý kiến gì thêm không ạ? Vâng, xin mời em. Có một câu hỏi ngắn nhanh vì không, hiện tại là mình không có khuyến cáo hoặc không có cắt off nào, nhưng mà qua các nghiên cứu, người ta nghiên cứu về chức năng nhĩ trái và trên các bệnh nhân amyloid, đặc biệt amyloid thể AL, vì những bệnh nhân amyloid thể AL là cái nguy cơ mà đông máu tắc mạch rất là cao, thì là
nếu mà chức năng nhĩ trái rất là giảm, thể hiện bằng cái thể tích nhĩ trái rất là giãn, buồng nhĩ trái rất là giãn, và đặc biệt là bạn làm sức căng nhĩ trái hoặc là bạn làm thể tích nhĩ trái, và mình tính ra được cái ba cái pha của chức năng nhĩ trái là pha chữ máu, pha dẫn máu và pha tống máu. Nếu mà ba pha đấy chức năng đều giảm nặng, thậm chí gần như về bằng không, thì nếu mà nhịp bệnh nhân vẫn là nhịp xoang thì người ta đã chứng minh được là vẫn có một cái tỷ lệ cao là bệnh nhân bị tắc mạch đột quỵ. Và khi mà đã hình thành huyết khối thì kể cả khi mà dùng các thuốc chống đông kháng vitamin K hoặc NOAC thì huyết khối nó vẫn tồn tại ở đó và nó không bị mất đi. Cho nên là nguy cơ tắc mạch rất cao, và thậm chí là khi mà dùng chống đông rồi thì trên nền mà nếu mà ta không kiểm soát tốt cái bệnh nền là amyloid thì bệnh nhân vẫn có thể là có thêm các cái biến cố tắc mạch. Cái dấu hiệu thì khi mà làm siêu âm thì cái này nó hơi chuyên sâu về siêu âm cho nên là chúng tôi không nói ở đây vì mất thời gian của các quý đồng nghiệp. Nhưng khi làm siêu âm thì như ban nãy tôi đã nói là nếu vận tốc sóng E trên sóng A cao hơn nhau rất là nhiều, E lớn hơn A, nhưng mà cái thời gian giảm tốc nó lại không ngắn thì chứng tỏ vậy cái sóng E đấy, cái sóng A đấy nó thấp không phải là do rối loạn chức năng tâm trương kiểu hạn chế mà là do chức năng của nhĩ trái nó rất là kém. Kèm theo bạn phải phối hợp với các cái chỉ số, các cái dấu hiệu khác. Các bác sĩ có ý kiến gì nữa không ạ? Một cái vấn đề cần lưu ý nữa là đối với bệnh nhân mà rối loạn nhịp do amyloid này thì là thường tử vong và ngừng tim, thường là phân ly điện cơ, cho nên là cái vai trò của ICD nó cũng còn đang chưa được rõ ràng ở những bệnh nhân này, nhất là những bệnh nhân thể AL. Những bệnh nhân mà chúng tôi thấy nhiều bệnh nhân đến đây đã được cấy máy tạo nhịp rồi, thế và sau đấy thì được chẩn đoán là amyloid, nhưng mà chúng tôi cũng không rồi thì chúng tôi cũng không biết là những cái máy ICD đấy nó có thể hỗ trợ cho việc là phá dung cho bệnh nhân hay không, thì không biết là bác sĩ Kiên có khi nào mà có thêm tìm hiểu về vấn đề này. Thấy là trên Ivan người ta thật nó là chủ yếu chết vì phân ly điện cơ cho nên là ICD nó cũng không có hỗ trợ mấy. Nếu các quý đồng nghiệp mà không có câu hỏi nữa thì chúng tôi xin cảm ơn các quý đồng nghiệp đã dành thời gian theo dõi và chúng ta sẽ trở lại làm việc ạ.